Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Vàng Tiếng Phạm. Tôi là Đặng Hải ạ. Tôi Đức Thắng ạ, xin chào anh chị ạ. Vâng. Hôm nay cũng là một cái ngày đặc biệt, vô cùng đặc biệt đối với Các bà, các mẹ, các vâng. chị và các em. Đúng rồi, là ngày 8 tháng 3, một ngày rất là tuyệt vời. Thì cũng nhân ngày 8 tháng 3 thì thay anh em có gửi tới quý anh chị, các mẹ, các bà, các dì và các chị em một là lời chúc sức khỏe và một lời chúc ngày càng xinh đẹp. Ở trên màn hình chúng ta đang có ở đây là một sản phẩm cũng có liên quan đến ngày 8 tháng 3 anh Liên Thắng. quan quá đấy chứ Dạ anh, vâng. nhưng mà anh Hải đã tặng bạn gái hay gì mẹ rồi là chị gì chưa? À, dạ vâng thì cũng Ít qua nhất mấy là phải gửi lời chúc dạ vâng đấy. sáng nay sáng sớm nay tôi cũng gọi điện về chúc mùng 8 ba mẹ tôi rồi, còn bạn gái thì sáng sớm thì cũng đưa lên cháu lòng như là Tuyệt vời quá, dạ, có cháu bảo có bó thật hoa mới đẹp được rồi. quả đạo. Dạ, đúng rồi, bây giờ cái gì cũng phải thực tế anh chị, mình nói thế cho vui. Thì hiện tại ở trên màn hình quý anh chị đang nhìn thấy một đôi bông tai đá ruby, một sản phẩm rất là đẹp đến từ ruby và kim cương à moissanite ạ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại không đến với sản phẩm này mà chúng ta đến với sản phẩm 3979, một chiếc nhẫn ruby và kim cương. Đây là bộ sản phẩm của anh Nguyễn ạ. Anh Nguyễn có làm bộ sản phẩm này cho vợ. Anh Nguyễn Việt Kiều anh chị ạ. À thế ạ. Đấy, hai sản phẩm này là nó cùng một người đấy. Đây Đấy, là tặng đây. bông tai cho vợ Đúng rồi, rồi. tặng nhẫn, có nghĩa là anh Thắng để ý nhá, nếu mà khi mà tất cả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới ra, người ta thường hay ra bộ sưu tập, À vâng. một là lắc tay, là nhẫn này, vòng cổ hay đi cùng với nhau, thì anh Nguyễn có làm bên chúng tôi là ba bộ ba sản phẩm. Thứ nhất là nhẫn nữ này, thứ hai là bông tai và một chiếc lắc tay nữa đang hoàn thiện. Thì ở đây chúng ta đã có hai sản phẩm hoàn thiện trên website của anh em rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta bỏ qua cái sản phẩm bông tai này, tôi sẽ review cùng anh chị trong một Thời điểm khác đi. đúng rồi. Chúng ta đến với nhân vật chính ngày hôm nay là chiếc nhẫn nữ đá ruby và kim cương tự nhiên. Thì trước tiên chúng ta sẽ vào bản render, một bản vẽ thiết kế trước khi mà chúng ta có sản phẩm hoàn thiện. Thì đây là cái thiết kế mà chúng tôi đã làm theo yêu cầu của anh Nguyễn ạ. Một thiết kế cũng rất là tinh tế của ông Thăng. Vâng, cũng rất là hay. Và hai bên đối xứng 30 kim cương tấm. Ví Mỗi bên 3 viên. nếu nhìn theo góc độ này, nếu mà cắt cắt cái các cái chấu đi, khi mà cắt chấu này đi nhìn rất là đẹp phải không? Ta đã nhìn qua sản phẩm Vâng. chính rồi, hoàn thiện rồi. Thì bây giờ tôi render, thực ra đây một lòng cái công đoạn trước khi mà cái nhẫn hoàn thành. Đây là cái bản vẽ mà đưa cho quý anh chị tham khảo trước khi quý anh chị đồng ý chốt lại phương án cuối cùng để thi công sản phẩm. Để render đúng không nhỉ? Đây bản render bản và có thể là gửi cho quý anh chị, hơi quý anh chị có thể mường tượng trước được cái sản phẩm mình sẽ như thế nào. Thì ở đây chúng ta đã nhìn sản phẩm chính rồi, cũng như ba lần trước thì chúng ta trao đổi thôi. Nếu mà quý chị có yêu mến cái mẫu sản phẩm thiết kế này thì quý chị có thể đặt hàng qua số điện thoại hotline 090 1166 555. Chúng tôi xin phục vụ quý chị 24 trên 7, quý chị gọi điện lúc nào cũng được. Còn ở đây thì nếu mà giả sử anh Thắng hãy đưa ra một số tình huống này, anh Thắng muốn tặng vợ mình hoặc là tặng bồ nhí chẳng hạn ấy, hay là tặng bạn gái đi. Với những cái mẫu đá ở đây thì chúng ta có mẫu đá chủ là viên đá ruby. Ruby. Nếu mà so với cái tài chính của mình cảm thấy mình chưa đủ lực thì mình thay viên Có đá thể chuyển này đá khác anh chị ạ. thành viên đá khác. Hoặc là chọn cái màu khác cho nó theo mệnh đi. Tôi thấy là anh Nguyễn là hình như là đá bông tai toàn màu đỏ. Và chắc là Chắc nó sẽ liên quan đến một cái gì đó đến mệnh. và Theo đúng tôi thế. Và anh chị thì có thể chọn màu khác chẳng hạn. và chúng ta có thể vào trang web tay game vào phần đá quý, chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ mẫu đá quý nào phù hợp với bản mệnh cũng như là cái Sự lựa chọn, nhiều sự lựa chọn, ví dụ như về tài chính tài chính. hoặc là kích thước. Đây bên cái mục bộ lọc là anh chị có thể lựa chọn được Đúng rồi, cái kích thước đấy. thì tôi thấy là có nhiều người họ thích viên đá to, có Vâng người đúng thích rồi, viên đá bé xinh xinh thôi hả? như tôi thích vừa vừa À thế thì anh chọn vào cái mục kích thước chung là vừa vừa là được ví dụ rồi. những người thích lớn đi thì nó kiểu như này anh chị ạ, À là những viên đá rất là lớn. nhưng mà tôi đang dựa theo cái sản phẩm vừa rồi thì cái À, sản phẩm vừa viên rồi thì anh đá chị bấm vào cái đây, nó
chỗ này này, trung hoặc đại. Tại vì thực ra là cái phân này là nó cũng có những cái đoạn ranh giới nó nối tiếp nhau. À. Thành ra là mình cứ chọn hai cái. À không, ý tôi là cái viên đá vừa rồi là viên đá hình hình đây, chúng ta xem lại, hình này là hình oval. Oval đúng rồi. Thì chúng ta sẽ chọn hình oval ạ. Một là kích thước, thậm chí là chọn cả giá đây anh chị nhé. À, có cả giá luôn. Ví dụ là từ 2 triệu rưỡi đến 10 triệu chẳng hạn. À. Kích thước là khoảng tầm trung đi. À. Tầm trung tức là từ khoảng 6 đến 9 mm. À. Hình thì anh chị chọn là hình oval. Hình oval cho nó phù hợp với cái mẫu thiết kế này. Và ví dụ này tiếp tục chọn thêm bước nữa, màu đỏ đi chẳng hạn. À, lại còn dùng màu nữa à? Rất nhiều cái tiêu chí để anh chị lựa chọn. Đây, tôi thu gọn lại. Alo. Để anh chị dễ nhìn hơn nhé. Dễ chọn hơn đây. Đây những viên đá màu đỏ chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thế bây giờ vừa rồi là chúng ta đến với viên ruby đỏ rồi, thì bây giờ mình sẽ chọn màu sắc khác đi không? Đấy, giả sử như vậy thì mình có thể chọn vào màu khác. Tôi giả sử là bạn gái tôi nhá. Mệnh kim à? Kim thì nên màu gì? Mệnh kim thì mình có thể màu vàng này, màu nâu này, màu trắng, màu xám này. Vàng, nâu, xám à? Tức là lấy màu vàng đi nhỉ? Vàng. Ví dụ đây, tôi lấy ví dụ thôi. Lấy ví dụ màu vàng đi. Hoặc là anh chị thích màu gì thì mình chọn màu đấy. Với đây là màu vàng. Với cái mẫu thiết kế này thì tôi nghĩ là ôi viên này đẹp quá thì lại hết rồi, nhìn nó màu nó hợp mắt luôn. Tourmaline màu rất là hay. Thực sự là cái màu viên đá hay cái gì đấy, những cái viên đá ở trên website này nó rất là đẹp, rất nhiều kích cỡ màu sắc rồi chủng loại khác nhau, nhưng mà tùy vào cái thị hiếu và cái khả năng của mình chính hoặc là đấy các vấn đề. Mình thích viên nào thôi, ví dụ tôi chỉ thích viên 3 triệu này, tôi chưa nhìn giá nên tôi thích hợp với tôi, cái nhãn quan của tôi nữa. Ôi giời, màu này tôi liên tưởng đến mùa thu. À, nhẹ nhàng, sâu lắng. Đúng rồi. So với cái viên vừa rồi thì mình cũng lấy một cái viên tầm mà. Nếu mà tôi làm cái nhẫn cho bạn gái thì khoảng tầm 5 triệu thôi. Lấy viên đá tầm này đẹp không? Một viên sapphire vàng anh chị ạ. À, đây sapphire. Sapphire một chất liệu cao cấp đấy. Đấy, tôi lấy ngẫu nhiên thôi, tôi cũng không để ý. Tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh viên đá thôi. Nói chung cũng đẹp đó hả? Với cái mức giá này thì chúng ta có thể thay viên đá chủ ở đây là đá sapphire luôn. Nhân tiện đây tôi sẽ render luôn để tôi mường tượng trước là cái sản phẩm nhẫn tôi tặng bạn gái tôi như thế nào. Đấy. Nói chung là cái này là đạt gần như 9 đến 10 phần rồi anh chị ạ. À đây. Tại vì sau khi mình hoàn thiện thì nó sẽ bỏ đi các cái chấu cao. À. Thì nói chung là nó đến 9 đến 10 phần rồi. Sapphire vàng phải không? Còn tôi lấy cái sachin thì sachin nó màu nó giống cả. Vâng, kiểu màu vàng. Nhưng cái dòng này thì nó sẽ kinh tế hơn nhiều anh chị nhé. À thế à? Chính xác. Tôi muốn là tôi làm cái nhẫn của bạn gái là vàng trắng, thì tôi sẽ đổi sang màu vàng trắng. Vàng trắng thì nó có cái hay cái là nó nổi bật trên đá vàng. À. Đấy. Nói chung là nó phải phụ thuộc vào từng cái sở thích của từng người nữa. Theo tôi là mình cứ có nhẫn đeo là mình sướng rồi. Và để chọn được cái mẫu mình thích là được rồi. À dạ vâng. Tháng cũng hôm qua thì có một bạn nam đến tặng một chị khách hàng. À. Nhiều mẫu quá mãi không chọn được nhỉ. À, đây. Thế là lại phải nhờ bạn Minh tư vấn một cái mẫu. Thực ra là nhiều quá. Khi khó chọn. Đúng rồi. Mình bị loãng, bị tâm lý nó lung lay, bữa nhiều phương án quá thì nó sẽ bị loãng như vậy. Thì nếu mà có người ngoài vào chốt một vấn đề cái là mình ưng cái là mình làm luôn. Tốt nhất là thế. Thực ra theo tôi nghĩ thì bản thân người ta là cái đạo ưng rồi. Đúng rồi. tôi nói thật, nhiều sự lựa chọn quá. Khi mà lần đầu tiên tôi bước chân vào tay em làm việc thì tôi nhìn những đá quý tôi bị choáng ngợp quá trời luôn. Cái gì tôi cũng muốn, cái gì cũng thấy đẹp hết. Nhưng mà sau khi làm việc một thời gian thì tôi chỉ thích những viên đá mà nó cung mệnh của tôi rồi, phù hợp với tài chính của tôi, thế thôi. Tôi không ham hố như ngày xưa nữa. Mình thực tế lên một chút là được. Thực ra cái sản phẩm này nếu render trên cái chất liệu là vàng trắng 18K cùng với viên đá sachin tôi vừa chọn làm demo cho quý anh chị nhìn đấy, cũng rất đẹp phải không? Vâng, chính xác. Anh Hải có thể cho mọi người xem một vài góc độ khác không? À đúng rồi, tôi đang định nói vậy. Đấy, mình sẽ lấy với góc độ này nhỉ, nhìn cũng hợp lý. Mặt trước, mặt sau, trên dưới, trái phải, mình nhìn nó đa chiều. Còn anh chị yên tâm, đeo lên tay là đẹp hết. Và có đeo cũng tốt. Bởi vì những cái sản phẩm đá quý bên mình là được cắt cái giác cắt siêu cấp mới ấy. Nó phản xạ, khúc xạ ánh sáng rất là đẹp. Nên là nhìn nó long lanh lắm. Tôi nhìn nó rất là hợp lý và đẹp. Rất nổi bật đúng không ạ? Đúng rồi, đẹp quá. Hai cái màu nó khác nhau. Hôm nay tôi chọn
cái nhẫn này làm cho người yêu chắc là nhớ cả đời chẳng được quên. Khéo đấy, vừa nói xong bảo bối đã xuất hiện. Có cái gọi là cái thần giao thích cảm, linh tính, linh tính tốt vào. Khéo là làm xong cái này, tôi làm cái nhẫn này cầu hôn được không? Tôi nghĩ là được chứ, cái tấm lòng mình là chính. À đúng rồi. Còn sản phẩm thì nói chung là mình cứ tìm một cái sản phẩm mà nói chung là bạn tham khảo ý kiến bạn gái được thì tốt, còn nếu mà không tham khảo thì đấy là một cái yếu tố rất là bất ngờ. Tôi nghĩ là kiểu gì bạn gái cũng thích luôn. Với thiết kế này cũng rất là tinh tế đấy. Nhưng mà làm sao mà anh Hải giả sử mà tặng bạn gái thì cũng phải lừa lừa mà lấy cái số tay cho nó bí mật. À nếu mà muốn nó bất ngờ. Đúng rồi, thực sự đối với bên tay anh em chúng tôi trước khi thiết kế bất kỳ một mẫu nhẫn nào hoặc là bông tai hoặc là vòng đeo tay ha, đều có tay, những cái vòng tay. Đều có những cái quy chuẩn về kích thước để đeo phải không? Vâng. Chúng tôi hay gửi tới quý anh chị một cái bộ đo tay trước để quý anh chị có thể là đo xong là bắt đầu là gửi cái số đo về cho bên mình rồi bắt đầu là bên mình thi công được theo cái kích thước chuẩn thực tế. Vâng. Rồi. Chúng ta vừa xem qua chúng ta vừa xem qua bản render của chiếc nhẫn này và chúng ta sẽ đi vào thực tế. Chúng ta đến với hình ảnh thực tế mà sản phẩm đã thi công hoàn thiện so với hình render với hình ảnh thực tế nó khác nhau hoàn toàn luôn. Và độ lung linh, độ đẹp nó rõ ràng. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy những sản phẩm này nó được zoom lên khá nhiều lần so với thực tế rồi, rất nhiều lần. Vâng. Khi cái viên đá tự nhiên này như thế, anh Hải lật giúp tôi lại cái ảnh vừa rồi. Dạ. Tôi thấy hình như là có một vài cái bông ở trên mặt. À vâng, bông ở đây mình nhìn thấy. Dạ. Đấy, thực ra đây là cái bông sợi bông thôi, đây sợi bông găng tay, găng tay. Còn nói chung là như anh Thái cũng trao đổi với quý chị rất nhiều lần về vấn đề là có những viên đá ở ngoài tự nhiên thì nó có những cái mây rồi cái là bao thể, bao thể. Vâng. Đấy, nó không thể là trong 100% hoàn toàn được như kiểu là thủy tinh được. Đấy, trong 100% thì nó thường nó có hai trường hợp. Vâng. Rất đắt hoặc là đá giả. Đúng rồi, nó có hai trường hợp đấy. Đây là cái dấu khắc tay game 18K750 rất là quen thuộc trên sản phẩm chúng ta, một chất liệu vàng rất là tốt đấy. Nói chung là trước khi thi công với sau khi thi công hoàn thiện sản phẩm thì chúng tôi đều có những cái giấy chứng nhận của trung tâm kiểm định đá quý. Đây là trước khi thi công anh chị. Đây, nhìn lên video thực tế nó vẫn có gì đấy, từ bản render sang ảnh sang video nó có nhiều cái nó thay đổi luôn phải không? Nhưng mà sẽ đẹp hơn. Đây mình là thực tế này. Không, anh Thắng nói đấy, tôi không đồng ý bởi vì cái thực tế của nó đẹp lắm. Thực sự tôi nhìn rồi. Đây cũng là đang quay thôi. Cái bản quay này nó chưa thể hiện được hết những cái vẻ đẹp của viên đá. Thực sự rất đẹp. Thì ở đây anh Nguyễn có làm ba sản phẩm, thì có chiếc nhẫn và đôi bông tai và một chiếc lót tay. Thì chúng ta hôm nay đến với sản phẩm là chiếc nhẫn của anh Quốc, anh Nguyễn ạ. Như vậy tôi nghĩ đến một trường hợp nữa của anh Nguyễn, đó là một là chị có mặt dây rồi, hai là sắp tới có khi đặt thêm mặt dây cho đủ bộ. Vâng ạ. Bông tai này, mặt dây này, lắc tay này, nhẫn này, không còn gì đâu. Bộ sưu tập luôn. Tôi suy đoán là như vậy. Rồi. Bộ sưu tập đá ruby luôn. Thực sự là không phải là khen ngợi hay cái gì đâu, nhưng mà cái đá ruby này là một cái sản phẩm đá quý mà tôi cảm giác này nó có sức hút rất là mãnh liệt đối với những người yêu quý cái mảng đá quý hoặc là đồ trang sức đá quý ấy. Phải không Thắng? Chính xác. Đây được mệnh danh vua đá quý chị. Dạ vâng. Thì đến với sản phẩm 3979 của chúng ta với thành giá là 13.060.000, thì tôi phân tích qua cho quý chị để nắm rõ được cái giá cả có chi tiết từng gì được nhỉ? Chi tiết sản phẩm. Ờ. Thành phần trong một chiếc nhẫn. Chi tiết từng phần của chiếc nhẫn. Chi tiết từng phần của chiếc nhẫn. Ở đây chúng ta có viên đá chủ đá ruby tự nhiên được xử lý. Đây là viên một viên xử lý. Thực chất nó là tự nhiên nhưng mà đã khó xử lý. Dạ vâng. Viên đá này 6,0 ở đây là bằng
Vàng vàng 18K750 0,872 chỉ thì đấy. Với đơn giá là tổng giá là 33 triệu, gọi là 13 triệu. Anh chị để ý này, thực ra thì tôi nhìn thấy những cái nhẫn mà nó tầm gần một chỉ như này thì nó không 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 quá nhiều đâu. Thế nên là chiếc nhẫn này rất là dày và chắc chắn. Đây anh chị nhìn. Thực ra thì cái bản của nó khá là dày và chắc chắn. Đây. Đúng rồi, nhìn cũng dày dặn đó. Vâng, mà lại phù hợp với viên đá tầm 6 carat. À. Thực ra cái tiêu chí của chúng tôi là thiết kế cho đẹp. À. Còn khối lượng vàng trước khi làm mà báo với anh chị là một cái khoảng ước lượng, nó sẽ chênh lệch trên dưới một chút. À. Tôi làm sao cho nó đẹp nhất là. Thế là khi mà trước khi thi công thì mình có chỉ là ước lượng là được thôi. Vâng. À, dạ vâng. Thì chúng ta sẽ review một số sản phẩm trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào anh chị ạ. Hẹn gặp lại anh chị.